Chào con, bọn cô đến từ trung tâm Anh ngữ cho trẻ em. Cô xin con một ít thông tin để làm phiếu khai báo. Con khai xong thì con sẽ được tặng món quà nhé. Cô hỏi đi ạ. Con tên là gì? Con tên là Vân Linh ạ. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên là Hương ạ. Con có nhớ số điện thoại của mẹ con không? Đó là 09. Cô cảm ơn con nhiều nhé. Cô tặng con quyển sổ này. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ con đi cùng với chú này ra xe để lấy gấu bông nhé. Vâng. Đi. Chị Hương đúng không ạ? Em là giáo viên ở trường bé Vân Linh. Lúc nay bé bị tai nạn xe, thế nên là em đã đưa bé vào bệnh viện rồi. Bé chụp chiếu không có vấn đề gì cả. Tiền viện phí hết 3 triệu, em đã thanh toán cả rồi. Lát nữa chị chuyển khoản vào số điện thoại này cho em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Này cô kia, cô quay cái gì đấy? Cô có tin tôi báo công an không? Trước khi tôi quay cái video này ấy, là tôi đã báo công an. Cô bỏ con bé ra. Cô làm gì đấy? À. Cô làm gì vậy? Mình đang định tặng gấu bông cho con mà. Con xem đi này. Cô chú ý là người xấu ạ. Cô chú ấy chuyên đi lừa đảo bắt cóc trẻ con. Con đi ra ngoài đường, những thông tin cá nhân hay gia đình thì con phải giữ bí mật, không được cho người lạ biết. Nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Để cô đưa con về nhà. Vâng.